Em xin chào quý anh chị và quý nhà đầu tư. Hôm nay em có mặt tại xã Bình Thạnh, huyện Mầu Quá Mới, tỉnh Long An. Và chủ có gửi bán một lô đất với tổng diện tích 5 mẫu, là tất nhiên 50.000 mét vuông quý anh chị. 50.000 mét vuông. Lô đất mình là mặt tiền 100 mét tiếp giáp độ nhựa 2 triệu này luôn quý anh chị. Độ nhựa rất là lớn luôn. Và trước độ nhựa mình là một kính sáng lớn. Trước độ nhựa mình là một kính sáng lớn, tàu ghe 8 tấn là đi khỏi máy luôn quý anh chị. Đèn đường này kia là có luôn quý anh chị ơi, đèn đường có luôn. Điện là cặp đất, điện nước cặp đất luôn quý anh chị. Hai cạnh hậu dài vô là 400m và hậu ngang là 125m quý anh chị. Đất nở hậu rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Hiện tại đất mình là trong địa bàn khép kín, là xã lúa ba vụ lên thổ và lên giường luôn. Đất này là cho lên giường luôn quý anh chị. Lúa hiện tại chủ đang canh tác trồng lúa là rất là tốt quý anh chị ơi. Lúa rất là đều luôn. Điện nước hay cặp đất luôn quý anh chị. Từ bờ bên kia bỏ bờ này, bỏ hai bờ này qua tới bờ bên kia. Rồi chạy dài qua tới bờ này là 100m tiền luôn quý anh chị ơi. Có đường nước giữa luôn. Tiếp giáp lộ nhựa như thế này mà bây giờ chủ cần ra gấp là bán nhanh á. Giá lúc trước là từ 2 tỷ rưỡi mà bây giờ cần bán nhanh là còn 1 tỷ 750. Chỉ 1 tỷ 750 một mẫu thôi quý anh chị, là chỉ là 175 triệu một công. Là tổng diện tích là 50.000 mét vuông quý anh chị. Giá chỉ có 175 triệu một công thôi quý anh chị. Quý anh chị cần tham khảo lô đất này liên hệ em với số điện thoại 0839 77 9992.